gãy dòng tiền, sụt giảm doanh số, chi phí tăng cao, nhiều đối thủ cạnh tranh mới, quản lý cấp trung năng lực yếu, nhân viên không nỗ lực, khó khăn trong việc tuyển dụng. Còn muôn vàn những vấn đề nữa khiến chủ doanh nghiệp, CEO và giám đốc chức năng phải đau khổ mỗi ngày. Học viện CEO Việt Nam sẽ đồng hành cùng anh chị giải quyết triệt để tất cả những vấn đề tồn đọng trong doanh nghiệp với các chương trình chuyển giao thực tiễn và chọn bộ công cụ quản trị doanh nghiệp giúp kiểm soát chi tiết đến từng con số, định hướng cho anh chị đến đích cuối cùng là tự động hóa doanh nghiệp để có cuộc sống hạnh phúc và an lạc. Chỉ cần tham gia một trong những chương trình chuyển giao CEO quản trị hoặc giám đốc chức năng, học viên sẽ nhận được những quyền lợi đặc biệt sau đây. 1. Học viện CEO Việt Nam cùng thầy Ngô Minh Tuấn sẽ đồng hành và update kiến thức về quản trị doanh nghiệp cho học viên 12 ngày trên 12 tháng, tham gia miễn phí kể từ ngày đăng ký khóa học. 2. Được tặng khóa học giải đáp thực chiến hỗ trợ trong quá trình ứng dụng thực tế. 3. Được tặng phần mềm hỗ trợ phỏng vấn tuyển dụng interview.ceobrain.vn do CEO Software trực thuộc tập đoàn CEO Việt Nam phát triển. 4. Học viên được miễn phí học phí học lại apply chuyển giao trọn đời. 5. Được miễn phí tham dự sự kiện đặc biệt của cộng đồng doanh nhân CEO Việt Nam với hàng ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn quốc. 6. Được tặng các khóa học ngắn hạn theo chủ đề từng tháng để hỗ trợ thêm trong quá trình vận hành và kinh doanh. Đăng ký ngay để nhận thông tin chi tiết về chương trình.